so với 10 năm trước. Năm nay, giá thực đơn tại các cửa hàng ăn nhanh tại Mỹ đã tăng 60%, tức cao gần gấp đôi so với lạm phát. Trước tình trạng lạm phát lãi suất cao như hiện nay, người Mỹ đã phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, mà biện pháp đầu tiên là giảm hầu bao tại các quán ăn bên ngoài. News Nation trích nghiên cứu cho thấy, trong 10 năm qua, giá tại cửa hàng McDonald's đã tăng nhiều nhất tới 100%, tiếp đến là Popeyes 86%, Taco Bell 81% hay Starbucks 39%. Nguyên nhân một phần do chi phí lao động tăng cao. CNBC bình, doanh số bán hàng của một loạt các ông lớn như Starbucks, Pizza Hut, KFC đã đồng loạt giảm trong quý 1. Doanh số giảm khiến giá cổ phiếu của Starbucks đã giảm 17% vào hôm thứ Tư. Các nhà kinh tế nhận định, người tiêu dùng đã phải cắt giảm chi tiêu, theo đó ít ghé các cửa hàng ăn nhanh để đối phó với lạm phát và lãi suất đang ở mức cao. Thu nhập thực tế của người lao động Mỹ đã giảm, đặc biệt là nhóm người có thu nhập thấp, mà các chuỗi ăn nhanh thường nhắm tới mục tiêu vào những người có thu nhập thấp. Reuters có bài viết, chuỗi ăn nhanh ở Mỹ có thể phải tăng khuyến mãi khi nhiều người ăn ở nhà. Thu nhập khả dụng của người Mỹ đang giảm, trong khi việc các hãng thiếu các ưu đãi giá trị khiến khách hàng bỏ qua các chuỗi ăn nhanh. Bài báo khác trên Reuters nói rằng, khoảng 1/4 người tiêu dùng có thu nhập thấp ở Mỹ, tức là người kiếm dưới 50.000 đô mỗi năm, cho biết họ giảm một nửa chi tiêu cho đồ ăn nhanh. Theo CNN, các nhà hàng đang phải tung nhiều chiêu khuyến mãi để nhận thêm từng đô la của khách hàng. Như Starbucks, cho biết khách hàng có nhiều lựa chọn hơn cho đồ uống, khuyến mãi nhiều hơn nếu khách hàng đặt hàng thường xuyên. Đó là một số nội dung báo chí Mỹ tuần qua. Công Tùng, phóng viên truyền hình Việt Nam, tại Mỹ.